Hello, xin chào anh em. Đây là con Sony XA1 Ultra. Anh khách này anh sửa bên Thịnh cái máy, dòng máy này anh chỉ xài Sony thôi. Anh sửa đâu anh quen mình đến giờ cũng 4-5 năm rồi. Anh cứ lai ra anh sửa mấy con Sony anh sửa hoài. Nói chung là yêu thích anh em. Và đây là con XA1 Ultra này. Ghi này anh đem vô cho Thịnh là để thay pin. Và bị sạc chập chờn, pin nó phù u một cục luôn. Và sạc thì chập chờn lúc ăn lúc không. Thịnh nói với anh em riêng cái dòng này, cái kinh nghiệm sửa chữa nó sẽ đóng vai trò quan trọng cực kỳ. Bởi vì anh em có biết sao không, cái dòng này anh em mua pin ở bên ngoài, không phải pin zin, anh em xài không được. Mình dùng cái từ là không được luôn, chứ không phải là nó xài tệ, mau hết rồi, pin mau phù rồi nha. Anh em xài không được. Không được nghĩa là sao? Rất nhiều anh em thợ hầy từ trước đến nay không biết về cái con máy này, thấy khách bị hư pin hí ha hí hửng, báo giá xong chạy đi mua cục pin về thay gắn vô, xong bảo hành chết luôn. Thịnh dùng cái từ bảo hành là như thế nào? Người ta về, người ta xài sẽ gặp hàng loạt lỗi xung quanh cái cục pin đó. Ví dụ như pin nó không tuột, nó đứng một chỗ, nó đứng hoài luôn, và nó tắt bất kỳ lúc nào chúng ta không biết được. Rồi ví dụ như nó treo ở cái 1% pin, anh em có xài đến cỡ nào anh em thấy 1% pin mà nó còn pin hoài, nhiều khi xài cả ngày chưa hết. Và dĩ nhiên là nó muốn tắt lúc nào nó tắt. Đó, khó chịu vô cùng. Những cái dòng máy mà vốn nó đã ít linh kiện để xử lý như Sony, thì cái con XA1 Ultra này nó lại còn gây cho anh em cái sự ức chế nữa mà không biết về cái bệnh của nó ha. Cái con này chỉ riêng cục pin zin chính hãng anh em mới xài nổi thôi. Mà anh em hỏi pin zin chính hãng làm sao mà mua, Sony dẹp hết trung tâm bảo hành rồi làm sao mà mua, thì đúng thật là như vậy luôn. Và nói thật với anh em, bây giờ tìm mua cục pin zin chính hãng XA1 Ultra đối với anh em người dùng hoặc là những anh em thợ không chuyên, không có đủ những cái mối quan hệ, Thịnh dùng cái từ đó luôn, là cũng mua không nổi luôn. Cái máy này anh em nghĩ Thịnh kiếm cục pin zin này phải mất mấy ngày, cả tuần trời mới kiếm để thay được đúng cái cục pin zin cho ảnh. Không những cái cục pin zin mà còn cái cụm sạc phải zin nữa. Đó thì nó mới cứu nổi cái máy lên như thế này. Đối với những cái anh khách mà thích dùng máy nó nên là nó khó khăn. Những anh khách này thì ảnh không có muốn mua máy mới. Giờ mình có tư vấn ảnh mua máy mới, ảnh cũng không vui, ảnh vẫn thích xài cái máy này. Đó nên là khó chịu cái chỗ đó nè. Tại vì khách quen được 5 năm rồi. Đó nên là mình vẫn cố gắng mình làm xong cái máy cho ảnh. Và nói thật với anh em, để làm được cái máy này Thịnh đã phải nhờ đến những người bạn cũng cả quen cả chục năm của mình. Đó, những người đã từng làm về Sony, thậm chí làm trong trung tâm bảo hành chính hãng của Sony, để tìm kiếm những cái cục pin zin cuối cùng còn sót lại mới thay được cho anh em như này. Anh em thấy câu chuyện sửa chữa ngày nay nó kỳ công đó. Bây giờ không phải là nói muốn sửa là sửa, có tiền là sửa đâu, mua được hay không cái linh kiện để mà làm nữa kìa. Rồi, khi mà hoàn tất một cái máy như vậy thì mình cũng rất là vui, mặc dù là công sức bỏ ra rất là nhiều, thời gian rất là nhiều đó, nhưng mà hoàn thành được cái máy để cho anh em đạt được cái niềm vui của anh em khi mà anh em biết đến mình, đó là cố gắng giải quyết những cái bệnh khó, những cái ca lạ lạ như thế này. Đương nhiên không phải cái nào mình cũng làm được đâu, có những cái mà anh em, những cái máy quá cổ xưa rồi, khi mà mình đã từ chối thì anh em cũng thông cảm, không phải là không cố gắng. Nhưng mà những cái nào mình biết là không còn hy vọng thì mình xin phép mình nói rõ để anh em hiểu, tránh mất thời gian của anh em chờ đợi thôi. Còn cái này mình biết vẫn còn cái tia hy vọng từ những người bạn cách đây 10 năm đã từng làm trong trung tâm bảo hành của Sony, thì hỏi người ta để người ta nhờ người ta tìm kiếm coi còn được cục nào không. Đó thì nó còn cái ánh sáng le lói như vậy ha. Rồi ok, anh em nào cần sửa chữa điện thoại bất kỳ một dòng máy nào cứ liên hệ với Thịnh. Thịnh vẫn luôn là cái tâm huyết đó, luôn mong muốn đem lại cho anh em cái chất lượng sửa chữa tốt nhất. Và trực tiếp tất cả máy anh em đưa vào cho đến lúc anh em nhận máy lại đều trải qua quá trình trực tiếp làm hoặc là giám sát 100% của mình. Nên là anh em hoàn toàn yên tâm, máy nó đạt chất lượng cao và độ hoàn thiện tốt là như vậy. Rồi bye bye anh em, hẹn gặp lại anh em video clip kế tiếp nha.